Đây bà con Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đang thu hoạch, nói chung gọi là thu hoạch giống của hoa lây dơn, cái củ của nó đây, đào lên thì nó bung nó rỡ là như vậy đây, rồi mình nó củ nhỏ củ to nó ngập chung với nhau như vậy, củ to thì lấy để mà trồng lấy hoa, còn củ nhỏ tiếp tục xử lý để mà trồng lấy giống. Đây có anh chàng đẹp trai này đang đặt cuốc giống này, đặt cuốc lên này, cuốc ngang cạn cạn như vậy thôi, lật nó lên, mà làm cái này cũng mất công lắm nha, lựa rất là mất công, thấy không? Cho nên là làm cái này mấy cô làm ngồi làm lựa hàng gọi là nhanh tay nhưng mà đi cũng rất là chậm, tại vì phải làm kỹ chứ không thôi nó sót. Nhanh tay làm rất là nhanh tay nhưng mà đi từng hàng đi thấy nó cũng chậm lắm chứ nó không có đi nhanh được, tại vì làm kỹ mà đó, đào nguyên một lớp đất đào lên đó, lật hết, thấy không? Miếng này mình làm là được sao không đây? Sao chú? Sao thu hoạch được chừng cỡ mấy tạ củ tươi đây? Tấn rưỡi hả? À cũng được hết chứ. Tùy chú rưỡi đi đây không đạt. Cái này là mình đạt không đây? Giờ này là không đạt chú ơi. À, bình thường rồi. Năm nay là không được đạt hả? Dạ. Chứ mình thấy mọi năm bà con mình thu củ nhiều lắm á hả? Mấy coi làm đây cũng giống mình ở đây luôn đấy hả? Dạ. Dạ tôi có là dân Định An. Dân Định An hả? Dạ, cũng đến thuê đất đó chú. À vậy hả? Dạ. Mình trồng như vậy là mình trồng gieo hạt xuống là bao lâu là mình được thu như vậy? 5 tháng hả? Dạ. Cũng lâu chứ hả? Dạ lâu. Ồ 5 tháng, từ cái củ nhỏ nó mới lớn lên vậy hả? Dạ. Từ củ nhỏ nó lớn lên như vậy đây. Từ cái hạt đó chú. À từ cái hạt đó, đó, cái hạt rồi mà. Nó gọi là cái hạt, cái thực ra cái hạt thì nó nằm trên cái hoa nó ra chứ đây cái củ con à hả? Dạ cái hạt đó. Đó đó, nhìn nó như gọi là cái hạt đó. Hạt đó, trắng nhỏ đó. Đó là bây giờ về rửa rồi xử lý rồi để phong lạnh. Vài tháng bắt đầu mới đem ra trồng lại nó mới lên. Cái hạt này mình thu hoạch là lúa phải không? Đây cây hoa lây dân con thì quá trình bà con trồng tốt rồi khoảng 5 tháng nó mới lên củ lớn được, thì bà con mình cắt làm rạc xuống hết rồi cao lại sạch sẽ xong rồi mình cái cuốc mình thu để cho nó sạch và nó dễ thu hoạch. Đây là bên sông của thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng dưới chân núi Bà Tiên. Thu hoạch giống bông lại dơ, bông này màu gì đây? Đỏ pháp hả? Cái đỏ pháp cũng đẹp nè, thắm lắm nè. Rồi cảm ơn anh em mình nha. Dạ. Đây là bà con đang thu hoạch củ hoa lây dơn đây. Thu hoạch củ hoa lây dơn đang về phơi để chuẩn bị cho mùa sau trồng đó. À, củ hoa lây dơn hay không đó? Đẹp ghê. Mình thu hoạch xong rồi bắt đầu mình phải buổi chiều là mình phải sàng sải lại vậy hết hả? À cho nó sạch. Xong rồi như vậy đem về rồi mới phơi ra rồi mới lựa sao hả? À bây giờ nó còn ướt vậy hả? Cái củ như vậy là cái củ loại mấy đây? Không biết loại mấy nhưng mà củ này là vừa trồng. À vừa trồng hả? Ra lây dân lớn rồi đó hả? Còn cái củ to vậy? Cái củ to vậy? Củ to cũng mấy con. À cái này là cũng đạt luôn đó hả? À với cái củ bự này là đạt nhất nè ha. Đó.
bà con đang quay giờ để mà nó đổ đất đổ cát đổ những đồ dơ ra bớt xong bắt đầu lựa lại cái củ đó, cái củ bự bự như vậy nè, và củ sang năm trồng rất là mạnh, nó sẽ ra hoa lớn đúng không mấy chị? Củ lớn như vậy sang năm sẽ ra hoa lớn nè, à hoa dài lớn đó. Giống này là giống gì đây chị? Giống hoa gì đây? Hoa màu đỏ hay hoa gì đây? Đỏ hả? Đỏ gì? Đỏ Pháp hay đỏ gì? Hả? À, đỏ Pháp hả? Đẹp chưa? Đây là cách bà con thu hoạch giống hoa lai dơn này. Củ giống hoa lai dơn. Để mà bán đi khắp nơi. Đây là thuộc vùng Định An, huyện Đức Trọng. Rồi đây là buổi chiều, bà con là một số người mệt thì nghỉ tí xíu đây, còn ai còn khỏe thì cứ làm. Còn cái củ nhỏ dưới đây thì mình làm gì chị? Hạt hả? Tiếp tục sẽ lấy cái này đi trồng tiếp. Trồng để cho nó ra lên lớn này. Củ dưới đây à, mấy cái nhỏ nhỏ này, chứ mấy cái lớn thì mình vẫn lượm ra mình trồng nè, nó lộn đây. Mà hạt nhỏ nhỏ này thì vài nữa là gieo lên, nó là cái củ nhỏ đó, gieo cho nó lớn lên, nó mọc lớn lên, nó sẽ lớn lên như vậy. Rồi tiếp tục trồng, đây là những cái củ nhất nè. Ha, đây dựa củ này phải củ nhất không mấy chị? Yeah. Hả? Củ này sẽ ra hoa, cành hoa dài lắm, lớn nè. Anh mua là phải lên xe cho anh chứ, vấn đề nữa được. Rồi bà con buổi chiều sau khi thu hoạch gần xong rồi tính toán giá cả đây. Em nói với cái đó thì đối với em thì không có là cái gì cả, bình thường. Ví dụ như giờ là mua là cứ phải cho ra xe. Vấn đề là giao lên xe cho anh là hết trách nhiệm. Còn cái phần của anh còn đây bây giờ là anh chạy xe qua bên này để em phát. Đúng rồi, bây giờ là anh chạy lại này. Còn nếu anh không chạy lại được thì anh chạy về thôi. Còn mai xong rồi cái nông thì không. Đó, bà con mình đang ở đây là một công đoạn trong quá trình thu hoạch củ giống hoa lai dơn để chuẩn bị để trồng cho vụ Tết này. Đây là thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, kia là núi Voi đó. Năm sáu giờ xong. Cái này mình thu hoạch lên giờ xong rồi mình bán liền hả? Cái này cũng tùy, tại đang thiếu tiền nên bán nữa. À vậy hả? Mình cần tiền để trả nhân công rồi các thứ mình bán bớt đây. À, mình bán như vậy là mình bán như thế nào, giá cả như thế nào cho giá cả theo như thị trường thôi. À, thị trường thì hiện tại là như thế nào, nói cho mình biết với. Thì tức là bán theo ký hay là bán theo ký? À, ký từ 30.000 đổ lại. À, từ ký khoảng 30.000 là nó tươi tươi như vậy hả? À, chưa có gia công gì hết. Chưa gia công gì hết, chưa có lựa là các thứ à. Là nó sôi như vậy là 30.000 một ký. Dạ. Người ta bà con thu xô lên như vậy là cân lên là tính 30.000 một ký nè. Rồi về vựa họ sẽ lựa ra củ lớn ra củ lớn ha. Củ nhỏ ra củ nhỏ xong họ phơi lại hả? Ừ. Mình là ở đây luôn hả em? Dạ. Dạ. Người ở đây luôn. À, người ở đây luôn. Người Định An đây luôn. Rồi mình canh tác ở đây là cũng ruộng của mình luôn hay là ruộng của mình. Đây là hồi xưa là ruộng không đây nè. Không? Ruộng nước đây. Sau rồi bắt đầu là bà con trồng hoa màu được. Cho rút nước trồng hoa màu. Mùa này thì nó khô nhưng mà còn mùa mưa thì nó như biển. À, mùa mưa nước ngập thì nó như cái biển. Biển. Trên kia mà nó xả xuống là như cái biển. Ừ. Mùa mưa nuôi cá, còn mùa khô là bông. À,
Cái giống bông như vậy là mình lựa ra là mình trồng được rồi đó hả? Không, về còn gia công nữa, mình phải nhổ nặt rễ đi mới lại vào kho nữa, vào kho lạnh mới trồng được. Khi nào ra kho mới trồng được. À, kho lạnh thì mình để khoảng bao lâu? 2 tháng. Khoảng 2 tháng, cho nó ngủ. À, cho mọc rễ, tức là mình phải phơi đã. Về phơi phong thì kỹ càng xong rồi đưa kho lạnh hay sao? Đúng rồi, về phải thuốc thang cho nó. À, phơi phong rồi thuốc thang rồi bắt đầu vô kho lạnh. À, mình hiểu rồi. Vậy là cái vườn của mình hiện tại mình trồng nó đó, xanh xanh đó là trồng như vậy là tốt hay là đạt không ạ? Nói chung là gọi là được thôi chú. À, được hả? Chưa đạt. À, chưa đạt lắm hả? Đạt lắm là củ nó to nữa. Là nó ý là nó sai, thứ nhất củ nó sai, nó nhiều hạt. À. Nó đạt. À. Bình thường mà mình trồng một sào này thì mình thu hoạch được, nếu mà củ sô như vậy là được khoảng mấy tấn? Một sào bình quân từ tấn 2 đến tấn rưỡi. À, tấn 2 đến tấn rưỡi hả? Năm nay mình thấy cái tình hình nhà giống như vậy là được giá không? Năm nay không được. Năm nay mất mùa. À, năm nay mất mùa hả? Chứ giá thì cũng tạm hả? Giá thế mới mất mùa. Hay à? Những người mà có ruộng đất của mình á, à, là được, còn ai à, mà đi thuê ấy, hay là đi mua giống thì năm nay là nỗ. À, giờ bà con vác ra xe đó, không có tiền thu hoạch xong rồi cái anh này anh bán cho chủ vựa, giờ vác ra xe đó. Thu hoạch giống bông. Cái này còn mình còn đào một ngày mai nữa hả cháu? Dạ, ngày mai nữa. Ừ. Cái này còn đào một ngày mai nữa xong. Mai chắc chiều mới xong đó hả? À. Chắc ngày mai chú đi về là Đà Lạt, chú ghé ngang đây chú quay khúc nữa. Đây. Đây còn cái này là ngày mai. Ngày mai bà con mình đào tiếp đây. Thu hoạch củ bông đó. Củ bông bây giờ hả? Có ừ. Đây mấy chị đang làm đây. Đó, củ lớn có hết rồi, củ nhỏ để trồng lại, củ lớn thì để lựa để trồng lấy hoa, củ nhỏ thì trồng lên lấy giống tiếp. Quá trình cũ thôi, bà con thu hoạch lại vậy xong bắt đầu trà cho nó ra đất hết, ra củ nhỏ, nó từng chùm, những từng chùm rơi củ nhỏ ra, củ lớn ra riêng lên, có củ lớn cân bán, củ nhỏ là trồng tiếp. Quay như vậy có lên TV không? Dạ có. TV kênh nào? Đài phát thanh truyền hình Vân Đồn. Sao không là quay thôi, tôi sẽ quay tối người uống chưa ăn hết. Ai có khẩu trang lên, đang mặt nè, quần. Tôi đây có khẩu trang quá. Đây kìa. Này à, ra như vậy, thô như vậy mà còn tươi như vậy là 30.000, 32.000 một ký là được chứ. Bán tại vườn luôn, bán tại ruộng luôn chứ không có cần để xa. Đó, trà, có hộp nhỏ rồi các thứ gì đó rớt xuống hết không? Sau là mình gom cái hộp nhỏ mình đem về trồng tiếp hả? Gieo tiếp. Thành giống đó. Vác ra xe để bán. Hãy
Phá này phải 25 người làm một ngày mà làm được thuốc và lửa được mất được bao nhiêu ha? Khoảng một xào chứ không? 25 người. Đây, kia là núi voi đó. Núi gì voi dài sọc vậy đó. Hướng theo kia là Đà Lạt đó. Trao đó về Đà Lạt. Đây là hoa dân đỏ giống Pháp. Bà con thu như vậy là về là để phải để 2 tháng phơi phong đồ, xử lý thuốc rồi các thứ, để 2 tháng trong phòng lạnh nữa. 2 tháng trong phòng lạnh rồi bắt đầu với đem ra trồng được. Cái củ này là cái củ đạt rồi, củ lớn này. Củ này trồng ra ra hoa bự và dài đó. Còn củ nhỏ nhỏ vậy là tiếp tục gieo xuống. Cái này là củ đó, không phải hạt. Củ tiếp tục gieo xuống, đầu là nó nảy mầm, nó lên tiếp và nó sẽ ra những củ lớn vậy. Và cũng có những củ nhỏ như vậy nữa. À, đây, củ nhỏ nó dính chùm chùm này nè. Lấy nó lọt ra thì mấy cái này là sẽ trồng tiếp nè. Đó. Mình rửa hạt đây hả? Rửa hạt đấy, chuẩn bị phơi rồi mình gieo lại. À, vô kho lạnh. Vô kho lạnh để 2 tháng hả? 2 tháng xong rồi đem ra mình gieo để mà mình làm nó lớn lên mình lấy củ. À hay ha. Nay mới biết đó nè. Chúng ta làm trồng cái vậy hả? Dạ. Đây là rửa. Rửa hạt giống. Đang quay, đang quay. Đây bà con nông dân xã Hiệp Thạnh. Đây Hiệp Thạnh hay Hiệp An chị? Đây xã Hiệp An và con nông dân xã Hiệp An mình đang rửa giống. Giống này là giống này mà tiếp tục giống Lây Ơn rửa để tiếp tục tiếp vào lên mặt cái trồng trồng cho nó lớn lại rồi nó lớn như hồi nãy ngoài vườn đó, xong bắt đầu là với lựa ra củ lớn để mà trồng lấy hoa. Rồi cảm ơn à. Đấy, bà con đang lựa củ này, củ lớn nhỏ có hết. Đó là giống Lây Ơn, cũng giống Lây Ơn đó. Đây là con lựa ra. Củ này là trồng được rồi đấy hả? Củ này là trồng để lấy hoa được rồi đấy phải không? Rồi. À, bà con làm sạch, lặt rễ, rồi lấy những cái củ nhỏ ra để lựa củ lớn để mà xử lý thuốc rồi các thứ xong bắt đầu sẽ đưa vô kho lạnh giữ trong 2 tháng. Xong rồi mới đưa ra một tầng ngoài được trồng để lấy hoa. Đây là một cơ sở giống chuyên làm giống hoa Lây Ơn của xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Chị cho hỏi thăm cái thiệt. Cái này rồi mình cũng phải lựa ra củ lớn, ra củ lớn, củ nhỏ, ra củ nhỏ nữa chứ chị ha. Hả? Hai củ hoa Lây Ơn đó. Củ nhỏ là củ để trồng làm giống cho nó lên to, nó lên củ to tiếp. Từ củ lớn thì mới trồng được lấy hoa. Còn củ này là trồng lên lấy giống. Còn đây là cái đống củ đã lựa ra rồi đây. Đây, bây giờ là chờ xử lý thôi, xử lý để trồng, xử lý để đưa vô kho lạnh.
cái kho lạnh trắng trắng đó, đó là nơi lưu giữ giống hoa lá dên. Đây một hộ dân chuyên kinh doanh về giống hoa lá dên của xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nằm ngay Ca Long. Cơ sở ngay đây hả? Dạ. Vậy cho hỏi cho chị cho mình hỏi thăm cái này cái. Tức là những cái bao này là mình mới vừa mua về đấy phải không? Mua nhà rồi hết. Đang trong cái giai đoạn mà chuẩn bị rửa. À. Thì cái này là lựa củ nhỏ ra. Lựa củ nhỏ ra để rửa để mà chuẩn bị trồng làm giống, hạt làm giống. Mình cần gọi là hạt chứ mà thật ra nó hoặc cũng là củ đó chứ không phải là hạt, phải không? Đúng không? Củ là cái cây đó. À đúng rồi. Này là giống như là cái củ nhỏ, mình thấy nó giống như củ nhỏ. Dạ. Yeah. Yeah. Để mình à, mình trồng ra cái ứng ra củ lớn. Ứng ra củ lớn, đúng rồi. Ra bông. Dạ. Yeah. Nước dữ vậy. Nếu bà chủ đó, xếp. Dạ. Còn ở trong mình đang lựa kia là cái lựa củ lớn đó, bây giờ mình đang làm vệ sinh đó hả? Dạ, mình phải nhặt sạch sẽ xong mình cho vô kho làm. À, mà trong quá trình này nhặt sạch sẽ xong rồi có mình phải có phơi khô không? Dạ có. À, mình phơi khô rồi có xử lý thuốc rồi không chị? Dạ có. À, mình xử lý thuốc ra rồi mình mới bảo quản trong kho lạnh hả chị hả? Dạ đúng rồi. Mình bảo quản trong vòng khoảng thời gian bao lâu chị? Dạ 2 tháng là à, cái chuyện, chứ còn mình muốn để hơn cũng được. À, để hơn cũng được. Nhưng mà 2 tháng làm ra là nó vừa đủ ngày để nó đứt rễ thôi. À, 2 tháng là ra là vừa đủ ngày để nó đứt rễ được rồi. Chứ còn để 4-5 tháng cũng vẫn được hả? Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, chị có thể đọc cho xin số điện thoại của cơ sở mình đọc luôn để mà mình đưa lên. Em là 0979 840 494. Dạ. 0979 840 494. Dạ. Đây là số cơ sở mình tên gì vậy? Nguyệt hả? Rồi, cơ sở của chị Nguyệt ở ngay Ca Long. À, thôn Ca Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nếu bà con nào mà muốn mua giống hoa lây dân các loại thì cứ liên hệ với chị Nguyệt để mà liên hệ trực tiếp với chị Nguyệt để mà mua. Yeah. À, cảm ơn chị nhiều. Yeah. Đây cơ sở của chị là ở ngay bên cạnh quốc lộ 20 luôn đây đó. Đây cái đường nhựa ngay trước mặt mình là quốc lộ 20 đó. Chị cũng đang thao tác công việc ngay chỗ quốc lộ 20 đây. Nó mà con chiều về lựa giống hoa đó, bà con dân tộc cái của khu vực này đó, phật ngay làng Ca Long, huyện Đức Trọng nha. Đây là ngay thôn Ca Long này. Đây là con gà biểu tượng của rất là nổi tiếng của khu vực Ca Long này. Con gà bằng bê tông đứng trên cái nền đá này. Đó. Con gà. Xa kia là núi voi đó. Bây giờ nhà cửa bà con hồi xưa thì trống không có cái gì hết, trống hoác cái chỗ này không có nhà, bây giờ thì người ta làm nhà này hết. Này là một phần của hệ thống thủy lợi, hồi xưa dẫn nước về đây.